Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, trưa ngày 15 tháng 6, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cùng người dân đã tìm thấy thi thể bà Ma Thị Dính, 80 tuổi, dân tộc Mông, ngụ xã La Bán Tẩn, huyện Mường Khương, đi lạc trong rừng và mất tích trước đó. Chiều ngày 11 tháng 6, bà Ma Thị Dính lên rừng lấy củi không thấy trở về, gia đình và người dân đã huy động người tìm kiếm nhưng không thấy. Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng hai chú chó nghiệp vụ phối hợp với nhân dân trên địa bàn để tìm kiếm. Do địa hình hiểm trở nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Dính tại núi đá cách khu vực gia đình khoảng 5 km. Các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà Dính cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.